Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Trần Kiệt Vlog. Trong tập video này thì mình sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn tuyến đường đi từ trung tâm thành phố Phan Thiết đến Nova World, một địa điểm mới nổi và hấp dẫn nằm ở phía nam thành phố Phan Thiết với những dịch vụ vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn đồng hành cùng mình nhé. Như chúng ta đã biết, thành phố Phan Thiết là một thành phố ven biển và là địa điểm du lịch hấp dẫn ở miền Trung Việt Nam với những bãi biển trong xanh và bãi cát trắng mịn cùng với những đồi cát đầy mê hoặc. Ngoài ra, thành phố Phan Thiết còn có những danh lam thắng cảnh, những công trình lịch sử và những khu vui chơi giải trí có thể kể đến như tháp Bô Sa Inu, di tích trường Dục Thanh, làng chài Mũi Né, suối Tiên, vân vân. Và không thể nhắc đến Nova World Phan Thiết, một địa điểm mới nổi của thành phố. Đây là một đô thị nghỉ dưỡng giải trí thương mại do tập đoàn Novaland phát triển, có vị trí tọa lạc đắc địa tại mặt tiền đường Lạc Long Quân, thuộc xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Sở hữu quy mô rất lớn với tổng diện tích đất gần 1.000 hecta. Trong video này, ngoài việc mình sẽ hướng dẫn đường đi từ trung tâm thành phố Phan Thiết đến Nova World, thì mình cũng sẽ cung cấp thêm một số tuyến đường khác nằm ngoài trung tâm thành phố Phan Thiết để quý vị và các bạn có thể lựa chọn thuận tiện hơn để di chuyển đến Nova World. Để giúp cho quý vị và các bạn dễ hình dung hơn về lộ trình đi của mình sẽ chọn điểm đầu xuất phát tại vòng xoay tượng đài chiến thắng. Sau đó mình sẽ tiếp tục đi theo những tuyến đường Trần Hưng Đạo, Trần Quý Cáp, đường Xoài Khòm, đường Âu Cơ và đường Lạc Long Quân. Điểm đến cuối cùng của mình sẽ là Nova World Phan Thiết. Xin mời quý vị và các bạn đồng hành cùng mình nhé! Trước mắt chúng ta đó là vòng xoay tượng đài chiến thắng. Từ vị trí này mình sẽ chọn là mốc xuất phát của tuyến đường đi từ trung tâm thành phố Phan Thiết đến Nova World. Từ vòng xoay tượng đài chiến thắng, chúng ta sẽ bắt đầu rẽ phải để đi đến con đường Trần Hưng Đạo. Thì con đường kết nối trung tâm thành phố Phan Thiết đến Nova World ước chừng khoảng 13 km và chúng ta sẽ mất hơn 20 phút bằng việc lái ô tô. Chúng ta đang đi trong lòng của thành phố Phan Thiết. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ngang qua cây cầu mang tên là cầu Trần Hưng Đạo. Cây cầu bắc qua dòng sông Cà Ti, dòng sông chính chảy trong lòng thành phố. Ở trung tâm thành phố Phan Thiết thì có 3 cây cầu chính bắc qua dòng sông Cà Ti theo thứ tự lần lượt là cầu Dục Thanh, cầu Lê Hồng Phong và cầu Trần Hưng Đạo mà chúng ta vừa đi qua.
Nếu như mà quý khán giả, cô chú anh chị và các bạn mà không biết đường đi từ trung tâm thành phố Phan Thiết đến Nova World, hoặc là cảm thấy đường nó khó đi quá, thì chúng ta cũng có thể sử dụng Google Map để tìm kiếm đường đi, thì cũng rất là dễ dàng. Thì trong hành trình đi từ trung tâm thành phố Phan Thiết đến Nova World, thì mình cũng sẽ cho quý vị và các bạn biết thêm một con đường tắt thay vì chúng ta sẽ đi đường vòng. Để đến được Nova World Phan Thiết thì hiện nay đã có rất nhiều tuyến đường từ mọi nơi kết nối rất thuận tiện và dễ dàng. Nhân tiện thì mình sẽ hướng dẫn thêm cho quý khán giả, quý cô chú anh chị và các bạn. Ngoài trung tâm thành phố Phan Thiết ra thì còn có các tuyến đường từ phía Nam và phía Bắc thành phố để đến Nova World. Đối với quý khán giả, quý cô chú anh chị và các bạn di chuyển từ phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương hay các tỉnh miền Tây, thì chúng ta có tuyến đường Hàm Kiệm - Tiến Thành dài hơn 7 km. Đây là con đường có điểm đầu nằm tại nút giao ngã tư với quốc lộ 1A và đường dẫn vào cao tốc Phan Thiết Dầu Dây tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Điểm cuối nằm tại ngã tư giao với trục đường DT719B và đường đi vào Nova World. Quý khán giả, quý cô chú anh chị và các bạn, nếu đi từ cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đến nút giao Ba Bào thì có thể rẽ ra để đến ngã tư giao với quốc lộ 1A. Đến đây thì chúng ta sẽ đi thẳng đến đường Hàm Kiệm Tiến Thành và di chuyển chỉ mất hơn 15 phút thì đã đến vòng xoay Tiến Thành. Tại đây quý vị và các bạn chỉ cần đi thẳng là sẽ đến Nova World. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian hơn thay vì đi vào nội thành thành phố Phan Thiết để vòng ra lại đường ven biển sẽ khá là mất thời gian. Đối với quý khán giả, cô chú anh chị và các bạn di chuyển từ phía Bắc thành phố thì chúng ta có hai tiếng tránh trung tâm thành phố. Thứ nhất, quý vị và các bạn có thể đi thẳng đến vòng xoay Suối Cát nằm ở phía Nam thành phố Phan Thiết. Sau đó quý vị và các bạn sẽ đi theo lộ trình theo những con đường như là đường Trần Quý Cáp, đường Âu Cơ và đường Lạc Long Quân nằm ở ven biển, thì chúng ta sẽ đến được Nova World chỉ với hơn 10 cây số và mất khoảng 15 phút đi xe. Đây cũng sẽ là con đường mà mình trải nghiệm trong video hôm nay. Tuyến thứ hai là quý vị và các bạn có thể đi theo con đường DT719B. Điểm đầu của con đường này nằm tại ngã ba giao với quốc lộ 1A tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Quý vị và các bạn di chuyển trên con đường DT719B đến vòng xoay Tiến Thành, chỉ mất chưa đến 10 phút là đã đến vòng xoay. Sau đó sẽ rẽ trái để đến được Nova World. Quý vị và các bạn cũng có thể lựa chọn con đường này để di chuyển nhanh hơn. Con đường Hàm Kiệm Tiến Thành và đường DT719B là hai con đường mới nhất của tỉnh Bình Thuận được đưa vào sử dụng nhằm giúp cho người dân di chuyển đến Nova World để du lịch, kinh doanh, vui chơi giải trí thuận tiện hơn thay vì phải đi vòng vào trong trung tâm thành phố Phan Thiết. Hiện tại thì trong video này mình đang trải nghiệm con đường nối liền từ trung tâm thành phố Phan Thiết đến Nova World và chúng ta sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ trước mắt. Chúng ta đang tiếp tục đi trên con đường Trần Hưng Đạo và đang băng qua những
phố phường, những dãy nhà của Phan Thiết. Đến vị trí này thì chúng ta đã đến ngã ba chữ Y. Chúng ta sẽ đi bên phải để đến con đường Trần Quý Cáp. Bên tay trái của chúng ta đó là công viên phường Đức Long và đường Trương Văn Ly. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi thẳng con đường Trần Quý Cáp để đi đến Nova World. Trong quá trình mình ghi hình thì quý vị và các bạn cũng có thể ngắm nhìn hình ảnh thường nhật của người dân thành phố, cũng như ngắm nhìn những con đường, những dãy nhà, để có những cái nhìn mới mẻ về sự phát triển của thành phố Phan Thiết trong những năm qua. Đi đến vị trí này thì quý vị và các bạn sẽ để ý thấy có một con đường bên tay trái và chúng ta sẽ rẽ vào đây. Đây là con đường tắt mà mình đã nói trước video. Thay vì chúng ta đi tiếp con đường Trần Quý Cáp, đi thẳng theo hướng vòng xoay suối Cát để vòng lại vào con đường Âu Cơ thì sẽ mất thời gian hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp nhé. Đến vị trí ngã ba thì chúng ta có thấy cái bảng chỉ đường đi Nova World 8 km và chúng ta sẽ rẽ phải để đi tiếp. Rồi bây giờ chúng ta đã đến ngã tư giao với đường Âu Cơ. Đến đây chúng ta sẽ rẽ trái theo bảng chỉ dẫn phía trước. Nếu quý vị và các bạn rẽ phải thì sẽ đi theo hướng đường Trần Quý Cáp để ra vòng xoay suối Cát nằm ở phía nam thành phố Phan Thiết. Thời điểm mình đang đi thì như chúng ta thấy, con đường Âu Cơ hiện tại cũng tương đối rộng rãi. Lúc trước mặt đường cũng khá là nhỏ. Mà từ khi có Nova World Phan Thiết thì địa phương cũng đã cho nâng cấp mở rộng con đường này bằng việc trải nhựa
ở hai mép đường và trải thêm lớp nhựa mới cho mặt đường. Bây giờ thì mặt đường chúng ta thấy rất là láng và chúng ta đi lại cũng thuận tiện hơn. Theo như mình thấy thì con đường này đi cũng rất là ngoằn ngoèo. Chúng ta liên tục bắt gặp rất nhiều khúc cua, cũng có nhiều đoạn liên tục lên và xuống dốc. Tuy mặt đường đã được mở rộng, nhưng mà theo cái nhìn của mình thì mặt đường cũng còn khá là nhỏ và hẹp, cho nên chúng ta thấy chiếc xe khách đi phía trước cũng đã chiếm hết phần làn đường ở bên tay phải và cũng rất khó để cho các xe nhỏ như xe máy vượt qua. Quý vị và các bạn thân mến, trước mắt chúng ta đó là một con dốc mà theo như mình thấy nhìn rất là dài. Quý vị và các bạn có thể thấy con dốc này kéo dài từ đỉnh xuống chân đồi. Và chúng ta có thể thấy trước mắt đó là một vùng biển rất là rộng lớn và trong xanh. Chúng ta có thể thấy view nhìn rất là đẹp. Con dốc dài phóng tầm mắt xuống dưới vùng biển phía trước nhìn rất là tuyệt vời. View nhìn thì rất là xịn sò, không chê vào đâu được, đúng không quý vị và các bạn? Giới thiệu cho quý vị và các bạn biết, đây là dốc mang tên là dốc Campuchia. Con dốc này có lịch sử khá là thú vị. Nếu quý vị và các bạn mà muốn tìm hiểu thêm về tên gọi của con dốc, vì sao gọi là dốc Campuchia, thì mình cũng sẽ để thông tin chi tiết ở phần mô tả để chúng ta đọc ha. Bây giờ chúng ta đã đến con đường mang tên là đường Lạc Long Quân. Như chúng ta thấy thì càng đi vào phía trong thì hai bên tuyến đường có rất là nhiều khu resort bỏ hoang. Chúng ta thấy
nhiều khu resort đang xây dang dở và một số thì bị bỏ hoang không một bóng người trông coi. Trước đây, ở phía nam thành phố Phan Thiết thì mọc lên rất là nhiều dự án resort, biệt thự, ven biển như vậy. Nhưng trong quá trình xây dựng thì chúng lại vướng mắc phải dự án cảng biển nước sâu Kê Gà, nên các dự án này đành phải thu hồi đất để nhường thêm diện tích cho cảng Kê Gà. Tuy nhiên, hiện nay cảng Kê Gà triển khai không được hiệu quả cho nên đã bị dừng, dẫn đến hệ lụy sau này như chúng ta thấy. Cho nên quý vị và các bạn cũng có thể thấy dọc hai bên tuyến đường Lạc Long Quân thì có hàng loạt dự án resort, biệt thự, khu nghỉ dưỡng bỏ hoang rất là nhiều, cây cối mọc um tùm. Hiện nay thì chỉ còn một số resort còn đang hoạt động và cũng có khách du lịch lưu trú. Chúng ta thấy tuyến đường Lạc Long Quân thì chạy dọc ven biển cho nên quý vị và các bạn cũng có thể ngắm biển nằm ở phía bên tay trái. Và chúng ta đang đi vào khu vực nhà dân và hai bên thì cũng đã được chỉnh trang lại vỉa hè, lề đường và cũng như trồng cây trà là để trang trí con đường. Chúng ta có thể thấy rất là nhiều cây trà là nằm phía bên tay trái của chúng ta. Rồi, quý vị và các bạn đã thấy trước mắt chúng ta đó là Nova World. Như vậy là chúng ta đã đến Nova World, chỉ mất khoảng 20 phút lái xe. Vừa rồi thì mình cũng đã hướng dẫn cho quý vị và các bạn tuyến đường đi từ trung tâm thành phố Phan Thiết đến khu đại đô thị Nova World. Và mình cũng đã hướng dẫn thêm một số tuyến đường nằm ngoài trung tâm thành phố Phan Thiết để kết nối đến Nova World cho quý vị và các bạn có thể di chuyển thuận tiện hơn. Trong quá trình mình nói thì cũng có một số sai sót, cho nên mong quý vị và các bạn có thể thông cảm. Và nếu quý vị và các bạn biết thêm thông tin nào khác thì cũng có thể để lại ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích thì cũng có thể cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký ủng hộ mình nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.